Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 14 tháng 4 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Doanh nghiệp gỗ chuyển dịch từ gia công sang tự sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Việt, xây dựng nền tảng triển lãm thực trực tuyến, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Tội phạm về ma túy ngày càng có thủ đoạn tinh vi, người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Đây là những thách thức không nhỏ với lực lượng phòng chống ma túy. Thêm một người nhặt rác, bớt đi một người xả rác. Dự án cộng đồng tử tế với Sa Kỳ hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh. Kiểm tra tại điểm bỏ phiếu số 1 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến ngày bầu cử chính thức, nhưng công tác chuẩn bị đã được cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân chuẩn bị chu đáo, sáng tạo. Từ bảng niêm yết danh sách cử tri cho đến sắp xếp bàn ghi phiếu, hòm phiếu và các công tác hậu cần. Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan trọng nhất trong bầu cử là vấn đề nhân sự và mong muốn tỷ lệ người đi bầu phải cao hơn kỳ trước. Muốn Quốc hội mạnh thì ở đây ra được 8 đại biểu nhỉ? Dạ vâng. Có 4 của Trung ương, 4 của địa phương ra về đây. Thì làm sao mấy cái ông đại biểu Quốc hội này cũng phải thật giỏi. Thì Quốc hội khóa tới mới mạnh được. Vì đại biểu Quốc hội nó là trung tâm của Quốc hội mà. Toàn thể nhân dân Quảng Ninh của chúng tôi là nói chung rất phấn khởi. Và phường Hồng Hải chúng tôi nói riêng là cũng rất phấn khởi. Bây giờ cái khóa trước là bao nhiêu phần trăm đi bầu cử nào? Chúng tôi là tỷ lệ mà đi bầu. Tỷ lệ đi bầu là cũng phải 98% đấy. Năm nay thì phải ít nhất là 99 nhé. Phường Hồng Hải 100% thì tốt nhé. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm bố trí các điểm bầu cử sao cho khoa học, tạo thuận lợi cho người dân. Tính toán việc niêm yết danh sách cử tri vãng lai, có kịch bản ứng phó với tình huống bất ngờ và xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, giá trị xuất siêu của Việt Nam trong tháng 3 đã tăng gấp 3 lần so với ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Cụ thể là tăng từ 400 triệu đô la Mỹ lên mức là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 3 đạt 29,65 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 46,8% so với tháng trước đó. Các mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng dệt may, giày dép các loại. Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tiếp tục là một trong những điểm sáng xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2021 này. Tuy vậy, thì ngành này cũng đang gặp phải không ít khó khăn do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và tình trạng thiếu container rỗng khiến cho chi phí vận chuyển tăng mạnh. Thế nhưng, nhờ tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và đặc biệt là việc chuyển dịch từ gia công sang tự sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Việt, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ quý 1 năm nay đã đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 41,5% so với cùng kỳ của năm ngoái. Đây được xem là một nỗ lực rất lớn của ngành gỗ Việt Nam. Showroom này là nơi giới thiệu các sản phẩm mẫu do chính doanh nghiệp thiết kế và sản xuất để phục vụ thị trường xuất khẩu. Đầu tư đội ngũ thiết kế chuyên tạo ra các sản phẩm mới để quảng bá thương hiệu riêng của công ty. Nên giữa thời điểm dịch bệnh, nhiều đơn hàng xuất khẩu bị trả về thì showroom đã giúp doanh nghiệp có được khách hàng mới với đơn hàng có giá trị kinh tế cao hơn những đơn hàng xuất khẩu trước đó. Doanh nghiệp này hiện đã đầy đơn hàng tới 70% kế hoạch năm. Bước đi đúng hướng trong cái tình hình mà như hiện nay và sản phẩm trưng bày tại showroom thì cũng được khách hàng đánh giá rất là cao. Nhiều những cái sản phẩm do mình thiết kế thì như vậy công ty sẽ tự tin kiếm được khách hàng, đặt những cái sản phẩm do mình thiết kế có giá trị kinh tế cao sẽ đem lại cái hiệu quả cao cho công ty. Xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam đang là hướng mở cho nhiều doanh nghiệp bởi nó mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với việc gia công cho thương hiệu nước ngoài. Chiếc ghế này được thiết kế mang thương hiệu Việt và được xuất khẩu sang thị trường Mỹ với giá tăng cao gấp 3 lần so với giá bán sản phẩm gia công. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu 100 container mỗi tháng này đã tăng tỷ trọng tự thiết kế lên 15% để nâng cao giá trị doanh nghiệp. Ban đầu thì mình bắt đầu bằng việc gia công thôi.
Nhưng sau một thời gian thì mình bắt đầu mình hiểu về thị trường nhiều hơn, mình hiểu về sản phẩm của khách hàng cần. Thì từ đó thì công ty mới chủ động thay đổi và bắt đầu mong muốn đưa ra những cái sản phẩm mới. Hợp tác với các cái nhà thiết kế nước ngoài trong việc là phát triển các cái mẫu mã riêng cho mình và tập trung vào một số các thị trường cao cấp, ví dụ như là ở châu Âu hay là ví dụ như là Hoa Kỳ. Thậm chí là những cái sản phẩm này được bán ở các thị trường gần hơn, ví dụ như là Úc, Singapore. Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu thì còn đến từ việc xây dựng nền tảng triển lãm trực tuyến. Nền tảng này thì giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được với người mua hàng một cách nhanh chóng và giúp cho nhiều doanh nghiệp tăng doanh thu lên tới hơn 30%. Ngay sau khi những sản phẩm này được đưa lên giới thiệu ở showroom thực tế ảo trên nền tảng Hub, điều kỳ diệu đã đến với doanh nghiệp này. Hàng loạt khách hàng quốc tế dồn dập giao dịch mua hàng. Thực tế thì các cái đơn hàng mà đổ dồn vào Việt Nam rất là nhiều. Thì hiện tại thì ngoài những khách hàng truyền thống thì tôi cũng tìm được khách hàng mới thông qua nền tảng online. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là đơn hàng tăng khoảng 30% so với năm trước đây. Chỉ cần số hóa không gian thực lên phiên bản trực tuyến sống động nhờ công nghệ scan 360 cùng với kỹ thuật scan 3D sản phẩm và công nghệ thực tế ảo đã giúp khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể tìm hiểu và quan sát được các kiểu dáng, kết cấu, vật liệu của sản phẩm. Với cái nền tảng này, chúng ta có thể lúc nào mình cũng sẵn sàng triển lãm được. Nó khiến chúng ta tiết kiệm rất nhiều và chúng ta không bị gặp giới hạn về gọi là không gian nữa. Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, nền tảng này đã có tổng cộng hơn 20.000 diện tích showroom, trưng bày giới thiệu 50.000 sản phẩm của các doanh nghiệp, thu hút nhiều đối tác từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hub hiện tại kết nối giữa doanh nghiệp với người mua hàng, và để có cái cầu nối đó thì chúng tôi sâu ra được cái hình ảnh của doanh nghiệp, chúng tôi sâu được cái cách thức mà doanh nghiệp quản trị, cũng như chúng tôi tạo được một cái kênh tiếp thị. Người ta có thể ở bất kỳ đâu, người ta có thể lật lên và người ta có thể xem từng cái góc cạnh, đúng không, của các cái sản phẩm như thế. Và không cần phải đến tiếp thị trực tiếp. Thứ nhất là nó giảm được cái chi phí để đi qua đi lại và đem hàng mẫu đi theo. Đúng không? Cái đó rất là quan trọng. Đấy, nhưng mà cái khách hàng ở các cái thị trường, người ta vẫn có thể đánh giá được cái chất lượng của sản phẩm, cái tính thẩm mỹ của sản phẩm, những cái yêu cầu của sản phẩm đều có thể được nhìn nhận, đánh giá bằng trực quan thông qua cái công nghệ. Vâng, đúng là các doanh nghiệp ngành gỗ thì đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thay đổi cách xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Thế nhưng thị trường nhập khẩu gỗ chính của Việt Nam thì đều là những thị trường rất xa như là Mỹ hay là châu Âu. Vì thế mà vận chuyển cũng là vấn đề lớn nhất trong việc xuất khẩu gỗ vào lúc này. Năm nay thì ngành gỗ đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ là 15 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một mục tiêu không hề dễ thực hiện khi mà vẫn còn nút thắt về vận chuyển. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 2. Giá trị hợp đồng đi nhiều thị trường lớn như là châu Âu, Hoa Kỳ tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dù đơn hàng đã chốt, sản phẩm cũng đã hoàn thiện, thế nhưng vẫn không thể xuất đi vì không thuê được container rỗng. Ảnh hưởng tới cái tiến độ sản xuất và tiến độ mà khi mà tiến độ giao hàng chúng tôi cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ hai, ảnh hưởng trực tiếp nữa đó là cái chi phí mà lấy công chúng tôi cũng tăng rất là nhiều. Thường thường là ví dụ như những năm trước là khách hàng nó mua xuất hàng từ Việt Nam qua tới cái cảng Hamburg tại Đức thì khoảng 2.000 đô la một công. Nhưng hiện giờ là chi phí nó cao hơn, là khoảng cỡ lên tới 6-7.000 một container. Việc tăng cước vận chuyển và khó thuê container khiến hàng hóa phải lưu kho chờ xuất khẩu. Chi phí lưu kho bãi đội lên từ 5 đến 10% giá trị lô hàng. Dù tình trạng thiếu container rỗng đã bớt căng thẳng ở cả chiều xuất và chiều nhập, nhưng ước tính ngành gỗ vẫn sẽ thiếu khoảng 15 đến 20% nhu cầu. Doanh nghiệp không dám nhận đơn hàng cho cả năm mà chỉ dám ký các đơn hàng ngắn hạn trong 1 đến 2 quý. Do cái chuỗi cung của nhập khẩu gỗ từ châu Âu, từ Mỹ đều cao. Thứ hai nữa là giá vận chuyển đang rất là cao. Thứ ba nữa là container nó vẫn còn đang thiếu. Và tôi nghĩ là trong ngắn hạn khi mà cái chuỗi cung ứng toàn cầu mà nó chưa chạy một cách liền mạch thì đó là những yếu tố khó kiểm soát. Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Công Thương tạo kênh liên kết với hãng tàu trong và ngoài nước nhằm ổn định giá cước vận chuyển. Cho phép chuyển container rỗng từ các cảng biển có nhiều container như là cảng Cát Lái, cảng Hải Phòng sang các cảng biển đang thiếu trầm trọng như là cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn để không bị đứt gãy trong quá trình xuất khẩu hàng hóa. Bởi theo dự báo,
khó khăn sẽ còn kéo dài và những thiệt hại của ngành gỗ là không thể lường trước. Tiếp tục chương trình sẽ là phần tổng hợp thông tin được báo trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất châu Á khi mà kinh tế Mỹ bùng nổ. Đây là tiêu đề một bài bình luận trên trang Bloomberg của Mỹ. Theo Bloomberg, thì nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào gói kích thích lớn và nhu cầu bị dồn nén do đại dịch COVID-19. Điều này thì sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu ở châu Á, trong đó Việt Nam sẽ đón nhận một làn gió lớn nhất. Nếu tốc độ tăng trưởng của Mỹ đạt 7,7% vào năm 2021 như dự báo của Bloomberg Economics, thì kinh tế Việt Nam có khả năng sẽ tăng trưởng thêm 1%. Trung bình Mỹ mua hơn 10% hàng xuất khẩu của châu Á. Vì vậy, các quốc gia phương Đông không chỉ được lợi từ gia tăng nhu cầu trực tiếp, mà còn từ hiệu ứng lan tỏa gián tiếp vì các doanh nghiệp châu Á là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đến Mỹ. Thưa quý vị, Singapore đưa tin là startup xe máy điện Dadbuy của Việt Nam đã huy động được 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương với 60 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Jungle Venture. Số tiền này thì sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng sản phẩm xe điện, nâng cao khả năng bán hàng và mở rộng thị trường. Thành lập vào năm 2018, Dadbuy mong muốn là thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam và tiềm năng là các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Thị trường xe điện tại Việt Nam hiện có rất nhiều tiềm năng, tăng trưởng ước đạt 30% một năm. Thưa quý vị, doanh nghiệp gia đình lạc quan về triển vọng phát triển, đó là thông tin được báo Việt Nam Plus bản tiếng Pháp đăng tải. Và đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo khảo sát doanh nghiệp gia đình năm 2021, góc nhìn Việt Nam, lần đầu được hãng kiểm toán PwC công bố. Cụ thể là có 65% số doanh nghiệp gia đình Việt Nam tham gia khảo sát dự báo là doanh nghiệp sẽ tăng trưởng trong năm 2021. Triển vọng cho năm 2022 thì tích cực hơn, với 33% lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến là tăng trưởng sẽ diễn ra nhanh và mạnh mẽ, cao hơn tỷ lệ ghi nhận được ở cấp độ khu vực và trên toàn cầu. Trong thời gian tới thì mở rộng kinh doanh và ứng dụng công nghệ là những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam. Trang Le Courrier du Việt Nam đưa tin, bộ phim Tình yêu vô hình của hãng phim Truyện 1 và công ty văn hóa Hồng Nhật hợp tác sản xuất đã nhận được 5 giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Tại liên hoan phim độc lập Mỹ, phim đạt 2 giải đó là phim điện ảnh châu Á xuất sắc và chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc. Tại liên hoan phim quốc tế Paris, phim đạt giải cao nhất cho phim điện ảnh quốc tế, giải cao nhất cho phim hợp tác quốc tế và diễn viên xuất sắc năm 2021 dành cho diễn viên chính Hoàng Phượng. Ông Vi Kiên Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết là phim đã nhận được giấy phép phát hành tại Việt Nam và sẽ ra mắt công chúng trong năm nay. Trong phần tiếp theo của chương trình, tội phạm về ma túy ngày càng có thủ đoạn tinh vi, người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Đây là những thách thức lớn với lực lượng phòng chống ma túy. Thêm một người nhặt rác, bớt đi một người xả rác. Dự án cộng đồng tử tế với Sa Kỳ hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sáng nay nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa. Còn trên thế giới thì tổng số ca mắc COVID-19 hiện nay đã là gần 138 triệu ca, trong đó có gần 3 triệu ca tử vong. Số ca nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 gia tăng mạnh tại một số nước Nam Mỹ như là Argentina, Uruguay, Brazil. Một số thông tin đáng chú ý khác về tình hình phòng chống dịch COVID-19 sẽ có trong cụm tin sau đây. Từ tuần này, nhiều địa phương trên cả nước sẽ khởi động đợt 2 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân và các lực lượng chống dịch. Trong đó, các địa phương đầu tiên đã bắt đầu tiêm gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội. Các địa phương đặt mục tiêu trong tháng 4 sẽ hoàn thành tiêm đợt 2. Hiện có 9 trên 19 địa phương được phân bổ vaccine hoàn thành tiêm đợt 1, với tổng số người được tiêm là gần 59.300 người. Vaccine được tiêm là vaccine của AstraZeneca. Đà Nẵng đã lựa chọn khoảng 10 doanh nghiệp lữ hành để chuẩn bị đón khách khi có chủ trương hộ chiếu vaccine từ chính phủ. Theo Hiệp hội Du lịch thành phố, hiện tất cả các doanh nghiệp tại đây đều đã sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch của Bộ Y tế, bao gồm giám sát, cách ly y tế, tạo luồng xanh cho khách đi an toàn hay những khu biệt lập và dịch vụ riêng cho khách quốc tế. Thành phố cũng sẽ tổ chức các lớp đào tạo miễn phí để xây dựng một chuẩn chung trong phục vụ du lịch giai đoạn phòng chống dịch.
Một nhóm đối tượng tổ chức đưa 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện. Các đối tượng này khai mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là để lao động. Còn một số người thì tiếp tục vượt biên sang Campuchia cũng để làm việc. Thưa quý vị, tội phạm về ma túy thì ngày càng có thủ đoạn tinh vi, người nghiện ma túy thì ngày càng trẻ hóa. Đây là những khẳng định được đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai kế hoạch giải quyết tội phạm ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh và tuyến biên giới Tây Nam. Lực lượng phòng chống ma túy khẳng định là còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Ngày 4 tháng 4 năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá một kho cất giấu ma túy tại quận 11. Bắt giữ 4 đối tượng có liên quan, thu giữ 11.000 viên ma túy tổng hợp, hàng trăm ký ma túy các loại khác nhau cùng nhiều vật chứng. Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm 2021, công an đã triệt phá 3 đường dây lớn vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia về đây. Nhiều loại ma túy được tội phạm biến hóa đa dạng và nguy hiểm hơn so với trước. Các đối tượng pha trộn những loại ma túy cũ với nhau bằng một hình thức mới, và đó là để kéo thứ nhất là ngụy trang, thứ hai là kéo thị trường khách, và mục đích chính của các loại ma túy này là ma túy tổng hợp hướng thần, tác hại rất lớn đến hệ thần kinh. Đó dẫn đến cái việc là một số sự việc diễn ra sau này là các đối tượng là mất hành vi kiểm soát. Nhận thấy tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp khiến thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm nóng về tập kết và tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước. Tháng 11 năm 2020, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch 486 tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến biên giới Việt Nam Campuchia và các tỉnh trọng điểm phía Nam. Sau hơn 3 tháng, C04 cùng Công an 18 tỉnh thành có liên quan đã triệt phá hơn 1.190 vụ, bắt hơn 1.600 đối tượng, thu giữ hơn 110.000 viên ma túy, hàng trăm ký ma túy các loại khác nhau, bánh heroin cùng nhiều vũ khí nóng, truy bắt thành công nhiều đối tượng truy nã về ma túy đặc biệt nguy hiểm. Tội phạm ma túy có cái hướng là dịch chuyển từ Bắc miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là cái tuyến biên giới phía Tây Nam với Campuchia. Và các bạn thấy thì gần đây chúng ta phát hiện rất nhiều cái thủ đoạn mới đưa vào các cái lốc máy, thế rồi là đóng lại các cái bao bì để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Thế và đặc biệt là cũng đã có những cái phương tiện là ô tô vận chuyển có gắn cái logo của Đài Truyền Việt Nam. Bộ Công an đang tiếp tục tăng cường lực lượng thực hiện kế hoạch 486, theo dõi hơn 2.000 đối tượng nghi vấn có hoạt động phạm tội về ma túy, các tuyến trọng điểm, địa bàn phức tạp. Đơn vị cũng đang xem xét thành lập đội ma túy độc lập tại các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp biên giới với phương châm ngăn chặn từ xa, từ sớm ma túy thẩm lậu vào nước ta. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cứu nạn thành công một thuyền viên trong tình trạng nguy kịch tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trước đó vào ngày 12 tháng 4, thì thuyền viên này khi đang ở trên một tàu cá đã bất ngờ bị nôn ra máu, sức khỏe suy yếu và bất tỉnh. Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng SAT 412 khẩn trương cứu nạn. Đến 16 giờ cùng ngày thì nạn nhân đã được đưa về Đà Nẵng an toàn. Nhờ được cấp cứu kịp thời cho nên bệnh nhân đã bước đầu qua được cơn nguy kịch. Thêm một người nhặt rác thì sẽ bớt đi một người xả rác. Đó là phương châm hành động của nhóm Tử tế với môi trường Quảng Ngãi. Từ những việc làm đơn giản thì ai cũng có thể tham gia. Và nhóm tình nguyện này thì đã kêu gọi được cả cộng đồng cùng chung tay làm sạch môi trường sông và biển. Và dự án Tử tế với Sa Kỳ là một trong những dự án mang lại hiệu quả thiết thực của nhóm Tử tế với môi trường Quảng Ngãi. Cửa biển Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Từ trẻ nhỏ đến người già, từ thanh niên đến phụ nữ, các chiến sĩ bộ đội, công an chung tay thu gom hàng chục tấn rác thải dọc bờ biển. Đó là những tình nguyện viên tham gia lễ ra quân dự án Tử tế với Sa Kỳ với mong muốn làm cho bãi biển sạch hơn, môi trường biển trong lành hơn. Đã có 800 người, không kể tuổi tác, từ khắp mọi nơi. Chính đổ lại là nước nó lắng. Còn đổ thân đây, đổ lại thân nam, thân bả đó là nước nó còn, là rút nó lòa lên về nè. Nên không hiểu là cái nguồn rốt đây nó ở đâu. Cửa biển Sa Kỳ nằm tại hạ nguồn sông Bài Ca đổ ra biển. Nơi đây hứng một lượng rác thải khổng lồ từ khắp nơi dồn về. Rác nằm vương vãi trên bờ, dưới nước, bị vùi sâu dưới đất từ năm này qua năm khác. Dự án Tử tế với Sa Kỳ sẽ thực hiện 3 giai đoạn. Đặt những thùng rác theo mô hình cá ăn rác. Thùng rác sẽ có người trông coi với chi phí 1 triệu đồng một tháng. Tặng hơn 800 thùng rác cho người dân và một xe điện thu gom rác. Và cuối cùng là lắp đặt 8 máy quay quan sát trong vùng dự án.
làm quy mô rất là bài bản, tức là không những dọn cái phần rác ở trên bề mặt nhưng mà xới cái tầng rác ở dưới lòng đất để làm sạch cái bãi biển. Dự án Sa Kỳ này được cái tính cái hiệu ứng về lan rộng và cái sự tích cực ủng hộ rất là lớn, và đợt này tham gia thì có nhiều tổ chức, cơ quan, ban ngành, đoàn thể của nhà nước. Dự án cộng đồng tử tế với Sa Kỳ do nhóm cá nhân thực hiện chương trình Tử tế với môi trường Quảng Ngãi phát động tiếp sau thành công của các dự án Tử tế với Sa Cần và Tử tế với sông Trà Bồng. Dự án xác định người dân chính là đối tượng trung tâm của câu chuyện chống rác thải nhựa đại dương. Một lúc mình làm sao đó, mình cắt đứt những cái nguồn phát thải. Dễ nhất là trong khu dân cư. Tại vì nếu mà muốn cắt đứt cái hệ thống rác trong khu dân cư thì chỉ cần là người dân không thải ra nữa. Câu chuyện thứ hai là làm sao tuyên truyền vận động để mà người dân ở các lưu vực sông mà tiếp giáp thì cùng nhau cắt giảm cái lượng rác để mà rác nó không trôi về. Và cái khó nhất là rác từ đại dương tấp vào. Tại vì rác từ đại dương tấp vô thì nó cộng rất là nhiều nguồn từ các tỉnh khác, từ các huyện khác. Thêm một người nhặt rác thì sẽ bớt đi một người xả rác. Mỗi người dân ở đây đang cùng nhau truyền đi câu chuyện tử tế với Sa Kỳ. Câu chuyện về chống rác thải nhựa cùng lan tỏa. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Còn năm nay thì Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức từ 16 cho đến 19 tháng 4 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với rất nhiều những hoạt động hấp dẫn. Điểm nhấn đó là chương trình nghệ thuật chào mừng, trình diễn các loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh, những hoạt động tái hiện lễ hội, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đặc sắc. Song hành với các hoạt động tại Làng Văn hóa, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng sẽ được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chuỗi sự kiện này đánh dấu sự trở lại của các hoạt động lớn có ý nghĩa chính trị trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch sau thời gian phải tạm dừng vì dịch COVID-19. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.